Đây là một bộ phim điện ảnh căn cứ vào một sự kiện có thật để cải biên lại. Nhà khoa học thuộc Liên Xô cũ tiến hành một hạng mục công trình khoan giếng. Người phụ nữ này trong tình huống không mặc đồ bảo hộ, đã bước ra từ hành lang dưới lòng đất với nhiệt độ lên tới 200 độ. Nghe nói là đã khoan tới được cánh cửa của địa ngục. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vào những năm 50 của thế kỷ trước, Liên Xô cũ và Mỹ đang trong chiến tranh lạnh, vì để chứng minh bản thân mình mạnh hơn đối phương. Khi cuộc so tài về không gian vũ trụ đang diễn ra vô cùng ác liệt, Liên Xô lại lén lút để mắt tới trái đất này. Loài người thiết kế ra được kính viễn vọng thiên văn, có thể dùng mắt thường để tìm hiểu bí mật của các hành tinh trong vũ trụ. Nhưng mắt thường của con người lại không thể nhìn xuyên thấu mặt đất, do đó đã bí mật khởi động kế hoạch kính viễn vọng trái đất. Mục đích chính là khoan ra được một cái hố sâu nhất trong lịch sử loài người. Bởi vì họ tin chắc rằng các mẫu vật nham thạch được lấy ra từ dưới lòng đất sẽ không thua kém gì thổ nhưỡng mà người Mỹ mang từ mặt trăng về. Và rồi khi lỗ khoan đạt tới độ sâu hơn 12.000 mét, thì bên trong giếng khoan liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ. Từ dưới lòng đất vang lên một lượng lớn tiếng kêu thét thảm thiết của con người và quái vật. Cuối cùng vào năm 1993, phía chính phủ đột nhiên cho dừng lại toàn bộ hạng mục nghiên cứu này. Tất cả tài liệu nghiên cứu cũng bị đem niêm phong cẩn thận, có tin đồn rằng đã khoan tới được địa ngục, nên mới bị bức ép dừng lại. Hôm nay bộ phim mà chúng ta sẽ cùng theo dõi này chính là căn cứ vào hồ sơ được giải mã để cải biên lại. Câu chuyện nên được bắt đầu kể lại từ năm 1984. Nữ chính Anna là một nhà sinh vật học vô cùng nổi tiếng. Hôm đó đúng lúc cô đang đón lễ Giáng sinh cùng với gia đình, thì đột nhiên nhận được điện thoại của cấp trên, nói rằng cứ địa bí mật ở bán đảo đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đội khoan giếng khi khoan tới độ sâu 12.000 mét thì nghe thấy âm thanh vô cùng khủng khiếp, có hơn 20 đội viên đã mất tích một cách bí ẩn. Người trốn thoát được ra ngoài cũng đã bị lây nhiễm căn bệnh lạ, dường như họ đã đào được cái gì đó ở dưới đáy. Cấp trên quyết định đóng cửa cứ địa này trong vòng 24 giờ. Trước khi cứ địa bị đóng cửa, Anna cần phải tìm hiểu cho ra lẽ rốt cuộc ở dưới đáy giếng đã xảy ra chuyện gì. Nhiệm vụ quan trọng, nên sau khi nhận được thông báo, là Anna lập tức đi cùng với cấp trên lên máy bay trực thăng bay tới bán đảo Corolla, nơi đây là vùng đất băng giá. Các binh sĩ dường như đều rất căng thẳng, máy bay vừa mới hạ cánh. Một thành viên ở cứ địa đã bị lây nhiễm bèn lao thật nhanh tới, mọi người còn chưa rõ rốt cuộc là có chuyện gì. Thì thành viên đó đã cho nổ quả lựu đạn, rất may là không gây ra thương vong về người. Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, Anna vội vàng thu thập mẫu máu, và rồi những chất dịch này vừa được đưa vào trong ống nghiệm thì đã biến thành màu xám trắng. Anna lần đầu tiên bắt gặp một tình huống như thế nên cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Tiếp theo sau, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, Anna gặp được những công nhân đã may mắn trở về từ dưới lòng đất. Khuôn mặt của những công nhân này trông rất đờ đẫn, trông vô cùng sợ hãi. Anna hỏi họ đã nhìn thấy những gì, nhưng các công nhân lại nói bản thân họ cũng không biết. Còn phía quân đội thì lại im lặng không nói gì tới tình hình ở dưới lỗ khoan. Không còn cách nào khác, Anna đành phải chọn cách đi xuống bên trong lỗ khoan để kiểm tra. Sau đó dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, cả nhóm người tiến vào trong thang máy của nội bộ lỗ khoan. Căn cứ vào sự giới thiệu của chủ quản cứ địa, thang máy của lỗ khoan có thiết kế bảo mật, chỉ cần nhập sai mật mã 3 lần thì sẽ tự động tiêu hủy. Tiếp theo sau, thang máy không ngừng đi xuống. Đột nhiên chủ quản nhảy lên nhấn vào nút giải phóng áp suất không khí, lại nhanh chóng đeo lên mặt mình mặt nạ dưỡng khí. Cả nhóm người còn chưa kịp có phản ứng gì, chính bởi vì nhanh chóng bị sụt áp, não bộ của từng người bởi vì bị thiếu dưỡng khí nên lần lượt gục xuống. Không biết đã trôi qua bao lâu, thang máy từ từ dừng lại. Chủ quản sau khi rút thẻ thang máy ra bèn vội vàng bỏ chạy. Đợi khi Anna có lại ý thức thì đã bị một người ngồi kế bên gọi dậy. Thông qua sự giới thiệu của họ, cô mới biết đây chính là nơi nghỉ ngơi của công nhân khoan. Ngay khúc cua của khu vực sinh hoạt còn có thang máy số 2, cũng có thể đi tới phòng thí nghiệm cơ mật ở dưới lòng đất sâu 10.000 mét, bắt buộc phải có chìa khóa và mật mã thì mới có thể sử dụng được. Tiểu đội giải cứu lập tức triển khai tìm kiếm, và rồi họ đã tìm khắp mọi nơi của khu sinh hoạt, cũng không thấy tung tích của chủ quản. Sau đó trong phòng thí nghiệm của trạm trung chuyển, họ tìm thấy được hai thành viên của đội nghiên cứu đang chờ đợi người tới tiếp viện. Bởi vì một số nguyên nhân nên hai người này không kịp quay trở lên mặt đất. Vì để bảo đảm an toàn, Anna đã tiến hành kiểm tra sơ bộ hai người này. Sau khi xác định cơ thể của hai người ngày không có gì bất thường, Anna mới tha cho bọn họ. Tiếp theo sau, trong quá trình tìm kiếm những người may mắn sống sót khác, Anna lại bắt gặp tên chủ quản đó ở gần khu vực thang máy. Ông ta nhìn vào Anna và nói rằng đội khoan khi đang khoan giếng hình như đã đào ra được cái gì đó. Ông ta không thể để cho những thứ đó rời khỏi cứ địa này. Nhưng còn chưa nói dứt lời thì Anna đã lập tức gọi đội tiếp viện. Tiếp theo sau, sĩ quan chỉ huy trực tiếp nổ súng về phía chủ quản. Trên người chủ quản bị trọng thương, lập tức trốn vào trong thang máy số 2 và trốn xuống dưới lòng đất. Không có chìa khóa thì có nghĩa họ sẽ bị kẹt lại trong khu sinh hoạt này. Trạm trưởng quyết định bắt chủ quản từ dưới mỏ khoan, nhưng nhiệt độ của lối đi xuống đáy khoan đạt tới mức 200 độ, nhất định phải mượn trợ đồ bảo hộ mới có thể đi vào trong. Đợi đội ngũ đã được trang bị đầy đủ vũ trang chuẩn bị xuất phát, thì một người phụ nữ trong tình huống không mặc đồ bảo hộ đã đi ra từ con đường dưới lòng đất với nhiệt độ nóng tới 200 độ.